đến với Mimin Tarot, và ngày hôm nay thì sẽ là một cái thông điệp cực kỳ là thú vị. Đấy chính là vũ trụ tổng kết và trao thưởng cho bạn trong năm 2023 điều gì. Tất nhiên là tổng kết ở đây là tổng kết xem về qua một chút, gọi là tổng quan một chút về năm 2023 của bạn. Bạn đã hoàn thành đến một cái mức độ như thế nào, vũ trụ đánh giá bạn ra sao, và để xem là vũ trụ có tặng thưởng gì cho các bạn trong cái năm 2023 này hay không. Trong năm có thể là cái món quà đó sẽ được thể hiện trong năm 2024 nha. Đó thì cũng giống như là một vị sếp ấy, một vị sếp hay là một người thầy cô ấy, sau khi kết thúc một năm học, sau khi kết thúc một cái giai đoạn năm học đó, thì chúng ta sẽ có thể là sẽ gọi là đánh giá kết quả, và sau đây chúng ta sẽ tặng thưởng nếu như mà chúng ta được thưởng, đúng không? Thì ngày hôm nay hãy cùng mình khám phá xem là vũ trụ đánh giá tổng kết và tặng thưởng điều gì cho bạn trong năm 2023 và năm 2024 nữa nhá. Rồi thì chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn, 1, 2, 3. Hãy giúp mình lựa chọn một tụ bài để xem là vũ trụ đánh giá bạn như thế nào về cái hành trình năm vừa qua của các bạn, và đồng thời là tặng cho bạn cái món quà gì không, có trao thưởng cho bạn cái món quà gì không. Thôi dù ít dù nhiều thì cũng cứ tặng nhé vũ trụ ơi. Ok, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với số 1 Chào ạ. các bạn, Đến với tụ bài số 1, và đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, với câu hỏi đó là vũ trụ đánh giá tổng kết và trao thưởng cho bạn cho hành trình năm 2023 và thưởng cái điều gì cho năm 2024 của các bạn nhá. Thì đối với cái tụ bài số 1 này á, thì điều đầu tiên ở đây á là mình thấy rằng là đánh giá về năm 2023 của các bạn, thì vũ trụ đánh giá rằng là bạn vẫn đang làm rất là tốt tất cả mọi thứ, tất cả những cái đề bài, những cái bài học, những thứ bạn đang cần phải làm là bạn đang làm rất là đúng và rất là chính xác. Chắc chắn là cũng không thể tránh khỏi những cái sai lầm, nhưng mà tất cả những cái thứ đó nó đều nằm trong cái khuôn khổ được gọi là được cho phép ở đây, bởi vì các bạn có cái lá bài đấy chính là bạn đang ở chính xác vị trí bạn đang cần phải ở trên cuộc hành trình này, tức là ok, bạn vẫn đang đi đúng đường, bạn vẫn đang hoàn thiện tốt, và có thể là vũ trụ sẽ đánh giá bạn điểm từ 8 đổ lên đấy nha. Từ 8 đổ lên gọi là khá là tốt. Năm 2023 là một năm mà các bạn có một cái sự chuyển mình rất là mạnh mẽ về cái lá bài này. Lá bài này giống như là bạn được sinh ra một lần nữa, bạn có một cái sự chuyển hóa mạnh mẽ bên trong cái con người của bạn, từ mặt nhận thức, từ mặt cuộc sống của các bạn. Có thể có những bạn không có biến đổi quá nhiều về mặt vật chất, nhưng mà các bạn, cái nhận thức của các bạn, cái bên trong của các bạn ấy, nó đã thay đổi rất là nhiều. Cái thái độ của bạn khi bạn đối diện với những vấn đề trong cuộc sống nó cũng đã khác trước rất rất là nhiều ở đây. Trong năm vừa qua có thể là một năm bạn đã chọn rời khỏi những thứ mà nó không phù hợp với cuộc sống của các bạn nữa. Có thể là một mối quan hệ nào đó, có thể là ai đó bạn đã từng rất là yêu, cũng có thể là một công việc, hoặc là một tình huống, hoặc là những mối quan hệ bạn bè chẳng hạn, hay là bất kỳ một cái điều gì đấy mà bạn cảm thấy là nó không còn phù hợp với mình nữa, và mình quyết định là mình sẽ đóng lại cái cánh cửa đó để bước đi trên một cái cánh cửa mới ở đây đó. Và mình thấy rằng là cái năm 2023 ấy cũng là một cái năm mà tất cả những cái khó khăn, tất cả những cái vấn đề mà các bạn phải trải qua ấy, giống như là không có điều gì có thể làm khó được các bạn. Bạn lúc nào cũng với một cái tinh thần lăm lăm tiến về phía trước, cho dù có chuyện gì xảy ra. Cho nên là bản thân mình, mà mình nghĩ là vũ trụ cũng rất là cảm phục tất cả những gì mà bạn đã rất là nỗ lực cố gắng trong suốt một năm 2023 vừa rồi đây. Đó, còn một vài ngày nữa thôi là kết thúc rồi, thì bây giờ mình cứ làm tổng kết luôn đi cho nó nhanh, đúng không? Đó, thì mình thấy là năm 2023 của các bạn ấy, có thể có nhiều bạn ở đây đã rời khỏi một cái mối quan hệ nào đấy, khỏi một cái người nào đấy mà bạn rất là yêu, hoặc là cái người đấy cũng rất là yêu bạn, nhưng mà vì một cái lý do nào đó mà cảm thấy không còn phù hợp với nhau nữa, cho nên là đã chọn cách rời đi ở đây. Điều này là một điều rất là khó. Thế nhưng mà mình thấy rằng là bạn ấy rất là tỉnh táo trong cái việc là nhận ra được rằng ấy là có những thứ cho dù mình có cố nó cũng không cố được, có những thứ mình phải học cách để buông bỏ. Cho nên rất nhiều bài học được bạn gọi là nghiền ngẫm và bạn nhận ra được trong năm 2023, và nó giúp bạn ngày càng phát triển hơn. Và mình thấy rằng là bạn cũng học cách để tìm được những cái niềm vui ở trong cái cuộc sống, từ những cái điều nhỏ nhặt nhất, từ những cái điều mà có thể là, tức là đại loại là các bạn nhìn thấy được những cái điều tích cực đặc trong những cái điều tiêu cực, kể cả cái câu chuyện này nó xảy ra, nhưng mà bạn còn có tích cực ở một cái khía cạnh khác là cảm ơn vì nó đã xảy ra, vì nó xảy ra nó giúp tôi tỉnh táo hơn, biết tôi là ai và tôi cần phải làm gì, kiểu như vậy đó. Thì mình thấy là vũ trụ có tặng thưởng gì cho bạn trong năm 2023, 2024 hay không, thì chắc chắn là có nhá. Có một cái gift đây này, các bạn có thấy là gift không? Nói là tặng thưởng phát ra cái lá bài này luôn, là các bạn biết rồi gì? Có một cái gift, có một cái món quà nào đó được gói ghém trong năm 2024
đặt sẵn ở năm 2024 rồi. Nhưng mà tụ bài này thì thực sự là không có nói rõ là cái món quà đấy dành cho bạn ấy là quà gì nha. Quà đấy thì nó có thể là về mặt tinh thần, về mặt vật chất, về mặt mối quan hệ, hoặc là về bất kỳ một cái điều gì đó mà vũ trụ đã chuẩn bị sẵn cho các bạn rồi và để trong năm 2024 rồi. Cho nên là bây giờ là đang là tổng kết nốt này, dọn dẹp nốt này, đó, kết sổ nốt này để chuẩn bị sẩy nhảy sang năm 2024 để đón nhận cái món quà này. Thì ở đây á, chúng ta cũng có một cái lá bài đến từ phía thông điệp từ những thiên đường, hay cũng có thể hiểu rằng là đây cũng là chính là cái thông điệp mà vũ trụ muốn gửi đến cho các bạn, đấy chính là họ luôn họ sẽ giúp đỡ bạn, gọi là họ sẽ giúp đỡ bạn và mang những cái may mắn nho nhỏ trên cái con đường mà bạn đi, bởi vì bạn thì xứng đáng với cái điều đó. Tức là bạn đã rất là nỗ lực trong suốt khoảng một năm 2023 rồi, đối diện với những cái khó khăn và biến tất cả những cái khó khăn đấy trở thành vô nghĩa. Có nghĩa là các bạn có thể thấy là khi cái lá bài này nó xuôi như thế này á, thì nó biểu hiện cho cái việc là có thể bạn thường xuyên bị tấn công, hoặc là có ai đó cứ cố gắng làm khó dễ các bạn, rồi làm này làm kia với các bạn, nhưng cái lá bài này nó bị ngược rồi. Điều này cho thấy là bạn vô hiệu hóa toàn bộ những cái khó khăn đó. Tất cả những cái người nào đang cố gắng muốn dìm bạn xuống, hoặc là đâm chọc bạn này cái các thứ, bạn xử lý phút mốt, bạn xử lý một cách rất là tốt. Và mình có một cảm nhận là bạn đã trưởng thành lên rất là nhiều, và cái level của bạn á, nó tăng một cách rất là mạnh trong năm 2023 này. Cho nên là thôi, dẫu sao 2023 có vui có buồn, có chuyện gì đi chăng nữa, thì nó cũng đã tạo nên con người bạn ở cái thời điểm này, và nó đang giúp bạn ngày càng trở nên tốt hơn mà thôi. Và vũ trụ đã ở đây có hai món quà dành cho các bạn. Một món quà đến từ phía thiên đường, nói rằng là, tức là những cái các bạn có thể hiểu là những người ở bên kia thiên đường, ở bên kia thế giới á, ví dụ như là ông bà tổ tiên này đó, nói rằng là sẽ giúp bạn và sẽ dành cho bạn những cái may mắn. Nó nhỏ thôi, nó không lớn, nhưng mà cái điều đấy á, bạn xứng đáng với cái điều may mắn nho nhỏ đó. Và vũ trụ, riêng vũ trụ thì tặng bạn một cái món quà, mà cái gift này mình không biết nó là cái gì luôn á. Bây giờ mình sẽ gọi là cố gắng đi để mà xem là cái gift này nó là cái gì nhá. Rồi, tặng bạn một món quà riêng. Oh my god. Ý trời. Rồi ok, gift đây là gì đấy ạ? Nó bung ra, cái bài nó bung ra, sau đấy là mình phải lắp lại để mình gíp 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 gíp. Cái gì đây? Món quà gì đây? Mình có một cái cảm nhận là cái món quà này nó là một món quà khá lớn. Nó có thể liên quan đến một cái mối quan hệ past life nào đó của bạn trong quá khứ. Trong những cái kiếp sống trước, có thể là năm sau sẽ là một năm mà bạn hội ngộ với một cái nhân vật đặc biệt nào đó trong những cái kiếp sống trước của các bạn mà bạn đã từng gặp họ. Và năm sau thì bạn sẽ có một cái cuộc hội ngộ, cuộc gặp gỡ đối với cái người này. Wow, một người mình nghĩ là sẽ rất là đặc biệt đấy nhá. Sẽ là một người rất rất là đặc biệt đấy. Nhưng mà mình không thể tiết lộ sâu hơn được, cũng không thể nào mà kiểu giống như là làm rõ quá câu chuyện này được, bởi vì món quà này vẫn là một cái ẩn số. Ok, thì đấy là tụ bài số 1 ạ. Dần với số 2, các bạn đến với tụ bài số 2, và đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, đấy chính là vũ trụ đánh giá tổng kết năm 2023 của bạn như thế nào và tặng thưởng điều gì cho năm 2024 của các bạn. Ok, thì đối với cái tụ bài này, trong năm 2020, đầu tiên là hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là gợi mở nhất nha. Vì đây là trải bài chung nên có thể đúng với bạn hoặc là không. Thì đối với cái tụ bài số 2 này ấy, mình thấy là trong năm 2023 vũ trụ đánh giá bạn là một cái con người rất là gan dạ. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mình thấy là bạn không hề nao núng. Bạn giống như là một cái người nhỏ bé này đang đối diện với cả sức mạnh của vũ trụ, và đối diện với tất cả những cái thứ nó lớn lao hơn, nó to lớn hơn bạn. Nhưng mà bạn vẫn không hề nao núng, không hề sợ hãi. Bạn vẫn thẳng thắn nhìn nhận, đối diện và giải quyết. Và mình thấy rằng là bạn á, có một cái, tức là có thể là năm 2023 là một cái năm á, mà các bạn đã đứng trên chính cái đôi chân của các bạn. Bạn mạnh mẽ hơn này, bạn mạnh mẽ hơn, bạn gan dạ hơn, và bản thân bạn làm chủ cuộc sống của bạn tốt hơn. Tức là bất kỳ cái điều gì nó đến với bạn á, bạn đều control được hết, và bạn biết, bạn dường như còn cảm nhận nó nằm trong cái kế hoạch của bạn, nằm trong sự tính toán của bạn.
Và khi mọi thứ nó tới thì bạn sử dụng những cái yếu tố nó đến với cuộc sống của các bạn đó ấy, một cách rất là có hiệu quả. Ví dụ như bạn gặp người này người kia hoặc là một điều gì đó nó đến với bạn á, thì bạn sử dụng cái điều đó, những cái thứ lợi ích của những cái điều đó để phục vụ cho cái cuộc sống của mình ngày càng phát triển hơn. Năm 2023 có thể là một năm mà bạn đã đi đây đi đó và di chuyển gì đấy rất là nhiều. Bạn khám phá đến những cái vùng đất mới, bạn đi đến những cái nơi mới, bạn khám phá ra những cái con người mới, thậm chí có những bạn đi du lịch, đi phượt gì đấy một mình, hoặc là các bạn có những cái trải nghiệm gì đấy mà chỉ có một mình bạn có đấy, chỉ có một mình bạn có ở đây. Thì mình thấy rằng là nhiều bạn ở đây cũng có những bạn là năm 2023 này là các bạn đi ra nước ngoài rồi, hoặc là các bạn đã đi ra khỏi cái nơi quê hương của các bạn rồi đó, và các bạn đã giống như là trải nghiệm những cái thứ gì đó mà trước kia cả cuộc đời các bạn chưa bao giờ trải nghiệm. Nhưng các bạn không hề sợ hãi, các bạn vẫn tiếp tục, các bạn vẫn tiến lên, và các bạn vẫn giống như là trung thành với cái mục tiêu mà các bạn đang theo đuổi. Thì nói chung là đây, cái tụ bài này vũ trụ mà đánh giá điểm cho các bạn thì cũng phải đi điểm 9 nha. Tức là tụ này còn cao hơn điểm tụ 1 đấy. Tụ này là điểm 9 nha. Tức là không có gì để chê trách, không có gì để phàn nàn ở trong những cái lá bài ở đây hết. Đó, và ở đây á, mình thấy rằng là bạn vũ trụ thấy rằng là bạn đã biết cách để lắng nghe cái tiếng thì thầm nơi con tim của bạn. Bạn thực sự muốn cái điều gì, bạn lắng nghe được điều đó và bạn đi thực hiện cái tiếng thì thầm đó từ cái con tim của bạn. Thành ra là bạn không dễ dàng gì bị lạc lối đâu. Bởi vì trong tim của bạn có một tấm bản đồ và bạn cứ ngó vào đó để xem là mình sẽ đi đến đâu, mình sẽ làm gì. Nhờ vào cái việc bạn lắng nghe cái trái tim của bạn, cái tiếng nói đến từ bên trong của các bạn ở đây. Và mình thấy rằng là có thể năm nay á, cũng là một năm mà các bạn thu hút được rất là nhiều những cái người họ thích bạn, họ muốn tìm đến bạn, họ muốn, tức là họ cực kỳ là bị thu hút bởi bạn, bởi cái vẻ đẹp tự tin của bạn, bởi cái vẻ đẹp, bất kỳ một cái vẻ đẹp gì đó đến từ bên trong mà các bạn có thể toát ra bên ngoài, và có thể là rất là nhiều người thích này, muốn đến kết nối nói chuyện hoặc là hẹn hò hay là gì đấy với các bạn ở đây. Vậy thì cái phần thưởng mà vũ trụ dành tặng bạn trong năm 2024 là gì? Thì ở đây á, chúng ta sẽ có hai cái thông điệp, một thông điệp đến từ phía thiên đường và một thông điệp đến từ phía vũ trụ. Thì cái thông điệp đầu tiên đến từ phía thiên đường á, thì mình thấy là có nói rằng là bạn rất là có duyên với những cái con động vật, những cái con động vật, và trong năm 2024 này, trong năm 2024 này thì có thể những cái con động vật đấy nó sẽ là cái thứ mà nó giống như là nó truyền tải một cái thông điệp nào đó bất ngờ đến với các bạn nha. Đấy là cái cách mà thiên đường nhắn nhủ cho các bạn, bởi vì thông qua những cái con vật đó ấy, thì giống như là những người đến từ thiên đường, các bạn có hiểu là như kiểu ông bà tổ tiên của chúng ta đó, muốn gửi cái tình yêu thương đến cho bạn, nhưng mà thông qua những cái con vật đó. Nên những bạn nào mà đang có nuôi động vật thì hãy để ý đến nó nhiều hơn, chăm sóc cho nó nhiều hơn, bạn sẽ thấy là nó đang dành cho bạn rất là nhiều tình yêu thương, sự quan tâm đó. Hoặc nếu như bạn không có thích động vật, cũng không có nuôi động vật gì hết á, thì hãy hiểu rằng là cái động vật này nó đôi khi là những cái hình ảnh mà các bạn mơ thấy, là những hình ảnh mà các bạn nhìn thấy ở trên ở xung quanh trong cuộc sống của các bạn. Ví dụ bạn ra đường bạn gặp một chó màu gì đấy, ví dụ như thế, hoặc là các bạn gặp một con mèo, hoặc là các bạn gặp một cái gì đó, một cái con vật, một con chim bồ câu này, cái các thứ, thì đằng sau cái con vật đó nó có một cái ý nghĩa đặc biệt dành cho các bạn. Đấy là cái cách mà vũ trụ đang nhắc nhở bạn thông qua hình ảnh của những con vật. Thì nếu như mà bạn đi trên đường á, bạn gặp những cái con đó, hoặc là các bạn có xem tivi hoặc là xem cái gì đấy mà thấy những cái con vật á, có thể Google search cái ý nghĩa của cái con vật đó ra, xem là cái con đấy nó có ý nghĩa như thế nào. Khi mà bạn gặp nó, bạn nhìn thấy nó thì nó mang đến cho bạn cái thông điệp gì. Thì đấy là cái thông điệp mà phía thiên đường sẽ gửi tới cho các bạn. Cái món quà mà vũ trụ sẽ tặng cho các bạn trong năm 2024 á, nó thực sự lại còn bùng nổ hơn nữa so với năm 2023 nữa cơ. Năm 2023 có thể bạn sẽ thấy là bản thân mình có nhiều trải nghiệm đi đây đi đó, cũng kiểu như làm những thứ, có những thứ mà bạn lần đầu tiên mà bạn làm. Khi mà bạn ngồi đây và bạn nhìn lại năm 2023 của các bạn, bạn sẽ thấy là wow, mình không nghĩ là mình có thể trải nghiệm nhiều đến mức độ như vậy. Mình đi đây đi đó nhiều như vậy. Có thể lần đầu tiên mình ra nước ngoài, lần đầu tiên mình đi đến một cái vùng đất mới sinh sống, làm việc, hoặc là mình đi du lịch này, cái các thứ đó, đến những cái vùng đất mới. Thì mình thấy là năm 2024 vũ trụ chuẩn bị cho bạn là hãy sẵn sàng cho một cái khung cảnh mới. Tức là sẽ còn rất là nhiều những cái điều mới mẻ, mà còn mới hơn cả năm 2023 ấy, nó sẽ đến trong năm 2024 nữa. Và dường như vũ trụ có, mình có một cảm nhận là vũ trụ đã cảm thấy bạn đủ trưởng thành rồi, bạn đủ sức để gọi là giống như là dấn thân ra thế giới rồi đấy, kiểu như thế. Giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh là sánh vai với quốc Nam Châu ấy, thì các bạn cũng phải ngang với cái tầm đó. Tức là gì, bạn sẽ có thể được tạo điều kiện này, được tạo cơ hội cho năm 2024 để giống như là trở thành một cái điều gì đấy nó đặc biệt,
đại diện ấy, kiểu như thế, đại diện rồi đặc biệt ở đây. Vì đây vừa có Queen of One, vừa có The Magician and the Mirror. Tức là bạn giống như là một nhà ảo thuật. Một nhà ảo thuật đó, và một người giống như là biết cân bằng mọi yếu tố ở trong cuộc sống. Phải nói rằng là bạn rất là giỏi. Nói thật ấy, bạn rất là giỏi. Và vì thế mà vũ trụ đánh giá điểm của bạn trong năm 2023 ấy rất là cao. Và vì thế năm 2024 ạ, ngoài cái việc mà nó đem đến cho bạn những cái trải nghiệm mới thì đồng thời nó cũng sẽ là những cái bài học khó hơn so với năm 2023. Bởi vì bạn đã nâng cao level rồi, hãy hiểu nhá. Vũ trụ luôn thiết kế những bài học phù hợp với cái sức của bạn. Không bao giờ là quá sức hết nha. Vũ trụ luôn thiết kế những bài học phù hợp với cái sức xử lý của các bạn. Xử lý bài học của các bạn. Chỉ có điều là bạn có lựa chọn học nó hay không, hay là các bạn từ chối học nó thôi. Còn vũ trụ luôn luôn đặt đúng cho bạn vừa sức về những cái bài học cho các bạn, còn không làm quá đâu nhá. Thì ok, đấy là số 2 ạ. Cho nên với số 3. Xin chào các bạn đến với tụ bài số 3. Vũ trụ đánh giá, tổng kết và trao thưởng điều gì cho các bạn trong năm 2023 và năm 2024. Thì hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Vì đây là trải bài chung nên nó có thể đúng với bạn hoặc là không. Thì đối với cái tụ bài ở cái số 3 này á, thì mình thấy cái câu chuyện nó như thế này. Thứ nhất, năm 2023 không phải là một năm dễ dàng đối với các bạn. Trong 3 tụ bài thì có lẽ các bạn và tụ bài số 1 là vật lộn nhiều nhất. Nhưng mà các bạn ấy, các bạn là, theo mình đánh giá là trong 3 tụ bài thì các bạn là cái tụ bài phải vật lộn nhiều nhất. Ở đây các bạn có Hidden Gift thì mình thấy rằng là các bạn thấy được cái hình ảnh buồn man mác từ cái người này không? Là mình thấy năm 2023 của các bạn nó không phải là một năm tốt. Nó không phải là một năm giống như kỳ vọng của các bạn. Nếu như mà để mà nói về tốt xấu thì có nhiều cái định nghĩa và nhiều cái cấp độ lắm. Cho nên mình cũng không dám khẳng định là nó không tốt, mà là mình chỉ có giả thì có thể khẳng định là đối với bản thân bạn cảm nhận á, thì bạn không quá hài lòng với năm 2023. Nhưng hãy hiểu năm 2023 nó giống như là một món quà bị ẩn giấu á, tức là nó được bọc trong một cái lớp vỏ xù xì, một cái lớp vỏ nhìn thấy nó thật là đáng ghét. Thế nhưng mà bên trong nó, khi mà các bạn dở cái lớp vỏ đó ra ấy, thì bên trong nó chính là những cái điều tốt đẹp hơn, tuyệt vời hơn, nó ẩn giấu đằng sau cái lớp vỏ đó. Các bạn tưởng tượng như ăn quả dứa, bề ngoài á, nó là một cái lớp vỏ rất là gai góc, xù xì. Đã thế nó còn có những cái mắt ấy. Khi mà nếu như chúng ta ăn phải, chúng ta sẽ rất là ngứa, đúng không các bạn? Đó, nhưng khi chúng ta gọt đi thì chúng ta sẽ có một cái miếng dứa vừa đẹp này, vừa ngon, đúng không? Thì các bạn cũng như thế thôi. Năm 2023 là một năm có thể là bạn có khá là nhiều những cái nỗi buồn. Và bản thân các bạn cũng có những cái kết thúc, những thứ mà cần phải kết thúc trong cuộc sống. Ví dụ như là các bạn kết thúc về công việc, các bạn kết thúc về mối quan hệ của bạn, kết thúc về bất kỳ một cái điều gì đó mà mình thấy rằng là đó là điều mà bạn không muốn một chút nào, và bạn cực kỳ là lưu luyến với nó. Thế nhưng mà bạn vẫn phải chấp nhận nó, cho dù bạn có dãy dụa đến cỡ nào đi chăng nữa thì bạn vẫn phải chấp nhận nó. Và đồng thời mình thấy rằng là năm 2023 cũng đem đến cho bạn những khởi đầu mới. Nhưng mà những cái khởi đầu mới này thì nó nhỏ và nó không quá là lớn. Nó không đủ để cho các bạn nhìn thấy được cái sự tuyệt vời đằng sau cái món quà ẩn giấu này. Thì ở đây đầu tiên hãy hiểu năm 2023 của các bạn nó giống như một năm để các bạn hoàn thành những cái món nợ nghiệp của các bạn. Ở đây chúng ta có là justice. Nó giống như là những cái gì mà bạn nợ người ta, hoặc những cái gì người ta nợ bạn. Nhiều cái món nợ nó sẽ được giải quyết trong năm 2023 này. Cho nên năm 2023 này có thể bạn sẽ thấy mình hơi có vẻ xui một chút. Cái thứ hai nữa là cũng có thể là bạn sẽ thấy là dần dần những cái mối quan hệ, rồi những người này người kia, rồi những chuyện đó chuyện kia, nó cứ dần dần được sắp xếp ổn định đâu vào đó. Đấy, có những thứ thì có thể là nó kết thúc hoàn toàn, cũng có những thứ nó chuyển sang những giai đoạn mới. Thì mình thấy rằng là đây, năm 2023 là một năm mà bạn hoàn trả những cái món nợ nghiệp của các bạn. Đồng thời là những ai mà nợ bạn á, họ cũng trả cho xong. Những ai mà trả chưa xong, gần xong rồi đấy, là trả cho xong nha. Còn cứ yên tâm là nợ nghiệp còn nhiều lắm, chưa trả hết sạch được đâu, chưa hết sạch được đâu, vẫn còn nhiều lắm. Cho nên là, nhưng mà ít nhất thì các bạn đã hoàn thành được khá khá một số những cái bài học, hay là những cái món nợ mà các bạn cần phải hoàn thành hoàn thiện đây rồi. Đó. Cái thứ hai mình thấy được trong năm 2023 của các bạn ấy, bạn là một người rất là mạnh mẽ. Bạn có cái lá bài đấy chính là thiên thần của sức mạnh luôn ở bên cạnh các bạn. Thì đây giống như là một cái thứ mà vũ trụ đã luôn, giống như là đã luôn để bên cạnh các bạn ấy, giống như một cái nguồn năng lượng, giống như là một cái bạn cũng có thể hiểu người này giống như một vị thiên thần luôn ở bên cạnh bạn,
cho bạn cái sự mạnh mẽ, động viên, cổ vũ các bạn hàng ngày đó, kiểu như vậy. Nhưng mà có thể là bạn không hiểu điều đó hoặc là chưa biết được điều đó, nhưng mà nhờ vào những cái điều này, nhờ vào những điều này, nó giống như là các bạn bạn có xem bộ phim Ba Nữ Thám Tử không? Là có ba cô màu đỏ, màu vàng, màu xanh đúng không? Trước khi thực hiện nhiệm vụ ấy, thì sếp của các cô ấy sẽ trang bị cho cô ấy những cái giống như là những cái vũ khí bí mật kiểu như vậy đấy. Thì các bạn cũng như thế, bạn được vũ trụ trang bị cho một cái vũ khí bí mật, đấy chính là cái sức mạnh của bạn, cái sức chịu đựng của các bạn ấy, nó được nâng cao hơn, nó mạnh mẽ hơn. Thì mình thấy là trong năm 2023 này, mình còn có một cảm nhận nữa là bạn vượt qua cái nỗi buồn của mình và những sự kết thúc trong cuộc sống của mình ấy, một cách rất là từ từ. Nó không phải là ngay sau đó bạn có thể vượt qua được, nhưng mà mỗi ngày bạn cố gắng một chút. Và mình thấy là đến giờ phút hiện tại thì bạn, ít nhất thì mình thấy là bạn cũng đã khá hơn rất là nhiều so với những cái giai đoạn nó dữ dội của năm 2023. Mình thấy có thể là bạn cũng đang có một cái niềm vui mới với một cái điều gì đó, có thể là những mối quan hệ mới, có thể là ai đó, thích ai đó, yêu ai đó, crush ai đó, hoặc là các bạn đang có một cái niềm vui mới, tức là bạn bắt đầu thấy vui hơn so với cái giai đoạn trước rất là nhiều. Thì mình thấy là cũng có một cái nhân vật nào đó đang đến, hoặc những bạn ở đây là các bạn đang tương tác với cái người này rồi, thì cái người này có thể là người thuộc cung đất marketing như sử nữ, thì người này có thể là một người bạn đến với bạn để tâm tình, để chia sẻ, để thấu hiểu, để giúp đỡ cho các bạn chẳng hạn. Thì mình thấy rằng là hãy luôn nhớ một điều là cho dù trong năm 2023, 2024 hay khi nào đi chăng nữa, thì support in the round you, tức là cái sự hỗ trợ nó luôn ở bên cạnh các bạn. Vì thế vào những cái giây phút khó khăn ấy, hãy kêu cầu đến những cái sự giúp đỡ đó, thì bằng một cách nào đó bạn sẽ được nhận cái sự giúp đỡ mà bạn cần vào lúc mà bạn đang khó nhất đó, kiểu như vậy đó. Mình còn có một cái cảm nhận nữa ở đây, đấy chính là năm 2023 ấy, ngoài cái việc ấy là bản thân các bạn hoàn thành những cái bài học của riêng các bạn, thì mình thấy là các bạn còn giúp đỡ những cái người xung quanh khá là nhiều nữa. Tức là bạn không chỉ nghĩ cho bản thân của mình đâu, mà bạn còn giúp đỡ những người xung quanh như cha, mẹ, anh chị em, họ hàng gì đó, hoặc là bạn bè của các bạn. Mặc dù lúc đấy thậm chí bạn cũng chỉ là cái lá rách thôi, nhưng mà bạn còn đùm được những cái lá tả tơi cơ. Đó, và chính cái sự lương thiện đấy của bạn, chính cái sự tốt đẹp đấy của các bạn ạ, thì nó lại đem lại cho bạn những cái quả tốt cho năm 2024. Nên là các bạn cứ yên tâm, cứ chờ mà xem, cái lá chất tịt đấy nó hai mặt mà. Nếu như làm việc tốt, mình sẽ nhận điều tốt. Nếu như mình làm điều xấu, mình sẽ nhận điều xấu. Nhưng mình thấy bạn đã làm được tốt nha, nên năm 2024 các bạn sẽ nhận lại những cái điều tốt đó. Và mình thấy rằng là bạn nên chuẩn bị cho một cái hành trình mới của năm 2024, với nó bùng nổ hơn năm 2023 nhiều. Đầu tiên ở đây á, thì cái điều đầu tiên ở đây nói về việc là cái món quà đi. Ta nói về cái món quà mà vũ trụ gọi là trao thưởng cho các bạn ấy. Thì điều đầu tiên, bạn có nhận được một cái lời nhắn nhủ về từ phía bên kia thiên đường, nói với bạn rằng là, thông điệp từ thiên đường nói với bạn rằng là họ sẽ cùng với bạn ấy, họ sẽ giúp đỡ bạn, họ sẽ hỗ trợ bạn ấy. Họ sẽ hỗ trợ bạn, hướng dẫn cho các bạn để các bạn có thể giống như là giúp đỡ được những cái người xung quanh đó. Và tức là kiểu giống như là, ví dụ bây giờ bạn đang muốn, mình lấy ví dụ thôi, bây giờ bạn đang muốn muốn xây nhà cho bố mẹ đi, ví dụ như thế, hoặc là các bạn đang muốn giúp đỡ cho bố mẹ các bạn có một cái cuộc sống ổn định hơn, ví dụ như vậy, thì các bạn yên tâm là các bạn nhận được cái sự hỗ trợ đến từ phía của thiên đường đến bạn, tức là cùng chung tay với bạn ấy, để bạn có thể thực hiện được cái mục tiêu đó. Hiểu ý của mình không ạ? Đó. Và ở đây mình sẽ đọc cái ý nghĩa của lá bài này nhá. Tức là cái ở trong cái quyển sách hướng dẫn á, thì mình có thấy một cái đoạn này rất là hay, thì mình sẽ đọc cho các bạn. Giúp đỡ người khác có thể đơn giản chỉ là nở một nụ cười, hoặc đưa tay ra giúp cho họ giữ được cái sự thăng bằng. Bất cứ khi nào bạn giúp đỡ người khác, hãy giữ ý niệm yêu thương trong trái tim của bạn. Những người thân yêu của bạn đang tiếp tục gửi lại tình yêu và sự hỗ trợ cho bạn. Có nghĩa là bạn cho người khác tình yêu thương, sự hỗ trợ, thì những người đến từ thiên đường á, là ông bà tổ tiên của các bạn đó, là các cụ nhà các bạn đó, đấy, sẽ gửi những điều yêu thương tương tự đến cho các bạn, giúp đỡ cho các bạn đó. Và họ muốn nói với bạn rằng là mỗi bước bạn thực hiện để hỗ trợ người khác thì chúng tôi hoan nghênh và cảm ơn bạn. Ok, thì bạn có thể hiểu được điều này đúng không? Vậy thì cái món quà đấy là cái điều mà nhắn nhủ từ phía thiên đường nha. Cái món quà mà vũ trụ dành tặng bạn thì sao? Mình thấy trong năm 2024 là một chặng hành trình mới, sẽ có rất là nhiều khởi đầu mới nó đến với cuộc sống của các bạn, rất là nhiều nha,
rất là nhiều khởi đầu mới nó đến với cuộc sống của các bạn. Có thể năm sau mình thấy các bạn cũng có sẽ đi đây đi đó, di chuyển này cái các thứ. Nhưng mà nếu như mà các bạn hy vọng năm 2024 nó là một cái năm bùng nổ một phát, mà các bạn kiểu giống như là đang từ cái vị trí này mà các bạn giống như là lên được một cái cấp cao hoặc là giàu có đại gia này cái các thứ, thì mình thấy là không có đâu, nói thẳng luôn, không có đâu. Bởi vì tất cả mọi thứ nó đều cần có một khoảng thời gian để xây nền từ từ. Thì năm 2024 mình khẳng định với bạn sẽ tốt hơn năm 2023 của các bạn thôi. Đó, còn đến tốt đến cái mức độ như thế nào thì nó còn phụ thuộc rất là nhiều vào những cái việc mà bạn đã làm trong năm 2023 nữa cơ. Đó, nhưng mà mình thấy là nó sẽ tốt hơn nhiều, là một năm khởi động lại, khởi động mới lại. Năm 2023 này như kiểu giống như là dậm chân tại chỗ và chỉ ở trong nhà dọn dẹp này kia các thứ đó, kiểu như thế. Nhưng năm 2024 là bắt đầu bước ra ngoài, và khi các bạn vừa bước ra ngoài thì các bạn bắt đầu còn phải khám phá những thứ mới lạ bên ngoài đã chứ, đúng không? Sau đó có thể những cái năm tiếp theo bạn làm quen với cái môi trường mới, với những thứ mới rồi, thì bắt đầu là bạn trở lên cáo già rồi đó, thì bạn phát triển hơn ha. Thì nếu như mà để đánh giá điểm của cái tụ bài này á, thì vũ trụ đánh giá bạn ở cái điểm 7, tức là ở một cái điểm là hoàn thành mọi thứ khá là tốt. Và có thể nói là năm 2023 nó không phải là một năm quá thuận lợi, cho nên cũng không thể nào yêu cầu đòi hỏi một cái điểm quá cao được, đúng không? Nhưng mà vũ trụ đang có những cái sắp xếp tiếp theo cho các bạn nha. Thì đấy là tụ bài số số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, like đăng ký kênh của mình nhá. Bye.